mến, đây là vòng tranh đấu thứ nhất mang tên bước nhảy siêu tốc. Ủa vậy là nhảy hả? Nếu nhảy như vậy thì các bạn chỉ có nước là quéo thôi. Luật chơi rất đơn giản như sau. Đây. Nhìn thì cái bao là đã thấy ngại rồi. Tuổi thơ tràn về đúng không ạ? Chúng ta sẽ không thiết kế thời trang để đi catwalk không. Đây là một cái trò chơi dân gian rất là quen thuộc, nhảy bao bố. Mình sẽ đứng vào trong cái bao bố này. Sau đó các bạn sẽ vừa cầm cái bao bố làm sao cho nó không tuột, hiểu không? Sau đó các bạn sẽ phải dùng tay cầm cái quả banh bóng bàn này lên. Một quả, một tay cầm cái bao bố, một tay cầm quả banh và nhảy. Nhảy đi, nhảy làm sao cho tới vị trí bên này, bỏ trái banh vô, sau đó mình sẽ nhảy về, hiểu không? Đây là trò chơi nhảy tiếp sức, cho nên là từng đội chơi chúng ta sẽ thi đấu lần lượt từng thành viên trong đội. Nhưng hai đội chơi cùng một lúc nha. Trong vòng 2 phút nếu như đội nào có nhiều cái banh bóng bàn ở bên rổ ở kia nhiều hơn thì đó sẽ là đội chiến thắng, mang về 20 điểm. Bây giờ là mời các cô gái xinh đẹp về vị trí xuất phát. Và 2 phút dành cho vòng thi đấu thứ nhất mang tên là bước nhảy siêu tốc. 3, 2, 1. Bắt đầu. Cởi ra đúng rồi. Chồng vô liền. Chồng này đâu nè. Tiến cầm liền. Chạy. Rồi chạy về. Đúng rồi. Nghe tất cả vậy. Nếu mà nhảy thì nó nhanh hơn, còn đi thì nó chậm hơn. Trời ơi, tội nghiệp mấy cái cô mặc váy. Coi chừng cái mặt đó chưa. Trời ơi, lẹ lên. Giúp đỡ đồng đội, giúp đỡ, đúng rồi. Hay lắm. Đúng rồi. Chị cầm cho em, chị đưa cho em. Em giúp thôi. Hai đội đang khá ngang tài ngang sức nha. Khá ngang tài. Cố lên. Điên ơi, cố lên. Usagi, nhanh lên nào. Mặt quá. Đúng rồi. Hay lắm. Một phút rồi, cố lên. Mệt quá. Nè, ok, từ chị tập thể lực vậy. Còn 10 giây cuối cùng. Đây anh kịp một quả nữa. Đáng lên, một quả nữa nào. Thôi. Đã kết thúc vòng thi đấu thứ nhất. Điểm số bây giờ sẽ được tính bằng những quả banh. Đội Esker, 12 quả banh, chúc mừng. Mỗi người được 4 quả. Nhiều á, số 12 là đẹp á. Saki, Saki, vì sao các bạn biết không? Tôi đã lấy ra một trái bởi vì các bạn phạm quy ha. Điểm số của đội các bạn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 quả banh luôn. Với cái sự hòa nhau này thì chúng tôi thường là sẽ phải có một cái vòng thi phụ. Nhưng mà vì các cô gái quá là nỗ lực, quá là xinh đẹp mà lại chơi hết mình như vậy, cho nên là tặng luôn mỗi đội 20 điểm.